tự nhiên cái con ăn trang là cái con lại sợ thội. Rồi có thể cô bay chỉ giùm con cái cách hóa giải, con sẽ cúng nhưng mà cúng cái khác Hôm bích đó sát thì tâm. bây giờ chú mới bắt đối nè. Bây giờ là cô mới bắt đầu nói cho con nè. Nó hóa giải là Chúa là ban tiền tài ngăn lọc phải không? Bây giờ cúng heo, binh gia nó hưởng. Bà Chúa bà không hưởng từ năm 93 tới giờ bà đi rồi. Chỉ còn binh gia ở đó thôi. Như vậy thì con hứa con cúng, con không thể không cúng được vì binh gia nó trong. Coi lịch sử biết phạm đâu không? Ngày xưa có dắt con Gan là phải ở Nam Định á, dắt luôn vô cái đó là thờ có 14 vị vua họ Trần. Và chỉ con là cái đó nó còn gỗ liêm. Và chỉ con ngày xưa con là từng là tướng quân ở đó. Tức là chỉ dưới quyền Trần Hưng Đạo thôi đó. Tướng đó, đại tướng phạm tu đâu có phải tầm thường. Trên kêu, giao chứ hết. Kêu con nhớ là mà sao mà nhớ. Không nhớ. Không con giờ con tính là bao nhiêu kiếp của con rồi nhớ. Con là bây giờ mà kéo qua thế này, bây giờ tính ra rồi coi là năm 1227, 800 năm mày tính 10 kiếp rồi, nhớ nổi. Nữa làm gì nhớ. Nên cô coi căn là cô coi chính xác cho con biết được mình là ai, mình làm gì. Chỉ quay cho cô thôi, đừng quay những người khác rồi. Không, chỉ nghe tiếng để coi, để cho cái người biết là căng phải như thế nào mới là căng. Nó quay đừng cho nó lên YouTube, nó có chút tiền tụi nó thôi. Cô á, cô không muốn nổi đâu mà tại thương bay giúp thôi. Cô là trốn khách rồi chứ. Người ta nói sợ bà quản lý, bà muốn gọi lên mà có khách hứa và ở đây. Bà quản lý không cần thiết cái chỗ khách nhiều khách ít, nhưng mà muốn giúp cho các con cởi mở cái sâu căng như thế nào chính xác. Coi con là tướng dẫn con đó, không biết con tướng nhà nào, con làm gì để sau này lập công bội đức không chuộc tội lại, con làm gì mà con giữ cái hội Long Hoa ra căn để làm gì nè. Như vậy cô coi con là con cháu của phạm tu trong cái thời nhà Trần. Bây giờ đầu thai trở lại nó 8-9 kiếp rồi, nên cái hồn thứ nhất mình gọi là nhân hồn, có vợ có chồng làm ăn giống như hồi rồi mày làm công, mày làm việc vậy đó. Đó là nhân hồn phải thua hơn rồi khôn khéo rồi nói đúng hơn. Có nhiều khi con người mà nó không có hoàn hảo, nó là xảo tính nữa, hiểu không? Như bây giờ con được chân hồn rồi, chân hồn là con biết làm thiện nghĩ lành, con biết làm những gì cho đời, cho đạo, cho ích lợi cho xã hội, con người rất là chỉnh. Bây giờ con trình độ học và tình làm việc đã trải qua rồi, cô thấy cô sao càng đúng không? Gặp người phải nói cho đúng lúc, nhưng bà này gặp ai coi chúng bà được, coi bà quậy. Còn người thứ hai mới là lạ, thấy bà tỉnh teo phải không? Đó. Như vậy thì con hiểu không? Là bây giờ là con là người được cái là ông bà của mình trong nhà họ Phạm. Và Trương Công Định, tuy cái họ sao mang vẫn là bác trong Trương Công Định vì nước, cũng có hai luồng điển để độ con, hai luồng chân khí. Hai luồng chân khí này có lúc con thấy nóng trong mình, có lúc con thấy ớn ớn cứng cứng cái cần cổ, nó quay dần dần chứ nó con là cái nó túng là cái tướng tinh con mạnh, nó không có bị lên xeo xác như mấy người khác, đúng không? Con bị như vậy thì cô chỉ cái hồn linh của con là Bát Nhã Ba La Mật, là đại đạo trí huệ, đó là tâm linh, là Chúa tâm linh, là chủ nhân ông, chúng sanh nên tầm chủ nhân ông còn ẩn ánh trong dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không thủng gán chi trầm mới mở tánh linh, con hiểu được thì con làm chủ được cái tâm tư của con, làm chủ được cái đầu của con mới mở được cái khiếu linh. Lòng ngộ rồi đâu đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục, tức là cái pháp thấy tánh. Bổn là tánh, mục là mắt. Mình thấy được mình làm gì, nói gì làm gì thì tất cả cái chứng tà tổ cô, lãnh cô, bà cố, bà nội, binh gia gì con đè được hết. Thì chức là điển mà con không kìm được điển, ta nói tẩu quả nhập ma gọi là điên. Mà con kìm được là điển. Bởi vì cái năng lượng giống như bà này, bà từ quần tiền triều cũng từng thí phi trong cái thời mà quan khúc của hoàng hậu không đầu á, của Nha Trang á. Bà là bà Nha Trang, gọi là theo hầu bà Nha Trang. Tức bây giờ bà lạc, bà vô, bà cái xác này đầu thai quần bà kiếm gần 10 năm rồi. Bà này bị 10 năm rồi, có trên. Bây giờ bà kiếm được mà đi thầy tà tàu, bà đi hết chỗ này chỗ kia, bà không biết. Chính bà về xác mà bà không biết bà là ai luôn.
thì tại vì cái đầu bả, cái sát trần này không có tu, nó không mở được ba la mật. Nên mình biết là khi mình có cái nguyên căn này là cái hồn linh đó con, hiểu không? Đó là cái trí bát nhã. Nó cai quản rồi, nó đã xuất nhập rồi mà nó không đồng với cái xác, nó không có biết tu nên không đồng. Yêu cầu cái xác biết tu, có trí huệ đi. Nó xuống cái bập rồi mày thông minh như Tháo. Như cái bà đó chưa kịp hỏi nữa, bà lên bà hát từa lưa hết trơn. Đó là cái mở ba la mật. Còn cái người này là cái người phụ nữ đồng quê sông nước Mằng ăn. Lâm lũ rồi biết con biết chồng, nuôi con dạy trẻ, không có tính vào chuyện khác. Nên bà là một cái năng lượng điển quang của từng ô giôn tối cao. Còn cái sát trần nó thấp trụng à. Rồi cái vô cái không kìm được, nó thuộc về điên. Khi gút vào bánh tính bơ, vì bà tiền kiếp có tu rồi, bà không có đến đổi như người ta làm xàm điên điên khùng khùng. Mà dòm lại cái khi lên, khi mà cái thức của bà nghe được cô nói là nó dịu lại. Khi bà lên tự sao bà lên nữa, bà chỉ khóc thôi chứ bà không bao giờ quậy nữa. Vì bà biết bà là ai rồi. Nên kiếp này tôi không có độ, chưa có vỡ xác quý vị, mà tôi nói cho quý vị biết quý vị là ai. Những quan quốc từ xưa muôn thu thiên định nhất kỳ, đến ngày trả quả mì bên tai. Quý vị một là tôi nói cái ác khí, hai là quả khí, ba là nghiệp khí, bốn là ân khí, năm là thanh khí. Cái ân khí là quý vị đã gặp tôi. Mình có cái uống một nhau một chung trà, một tích nước, một ly cà phê thì trước có tâm sự. Giờ gặp nhau cảm thấy mến nhau, ngồi đó là nói chuyện suốt đêm, không thể chán. Nhưng mà quán khí rồi quý vị nói vài ba tiếng nói, có thấy cái mặt cái ưa không được, bà này nói chuyện sầm sàm, ra chữ cái mới được. Không hiểu không? Đó là quán khí. Còn đây là tướng, còn con á, là bên căn mẫu. Nhưng mà hồi đó biết sao, đáng lẽ giờ nó hậu mày chứ hồi xưa mày hậu nó, giờ trả cái quả. Đúng không? Cái bây giờ lẽ ra nó gặp con hay con gặp nó là chấp nối mới phải, mà không chấp nối là phước rồi. Có chấp nối không? Có phải không? Đó, con gặp nó gặp con là chấp nối. Coi vậy mới là coi. Đó là vì hai cái này là hai cái máy hút để trả nợ với nhau. Thành ra đến có lúc con thích, có lúc con không. Nếu riêng con là nếu cầm được cái thời kỳ con trong cái bà chúa có dùng miệng đó là các con có giữ tiền nên các con sẽ có tài đó. Nhưng mà con có tài con cầm không được. Con lại có tiền nữa, con có không? Con cầm không được. Vì vậy nên á, bây giờ tôi chỉ cho quý vị về, quý vị giữ được tiền. Nhớ là khi mà tôi kêu gọi quý vị làm phước á, tôi không nhận tiền phước của quý vị. Chừng nào quý vị cảm thấy được, quý vị gửi tiền tôi mà tôi không kêu tôi mới nhận. Như vậy thì bất cứ người nào có ba cái tâm nguyện, vị về nguyện, con xin với Quan Âm Bồ Tát, đó là cái chân linh của quý vị theo hầu. Còn cái phần chân linh của bà của quý vị đang mượn cái thể của quý vị đây là quý vị kêu bằng bà, kêu bà cô, bà tổ, thì cho con được sáng suốt, thông minh, mạnh khỏe, được khai thị vợ chồng con làm ăn, cho ăn nên làm ra, có ngân, có xiến, có tiền, con nguyện phục thiện là đủ rồi. Cái từ phục thiện, quý vị không có mắc lời giái, quý vị làm cái gì cũng là thiện là được, đúng không? Giá cái này cái kia không được thì tụi con có duyên nợ với nhau. Hồi trước là con hầu nó, bây giờ đôi khi nó hầu con, nên nó trả nợ. Nếu mà tụi con không gãy đổ, gáp với nhau chưa phải là cái nợ. Tụi con có là nó vừa có cái quan trái mà nó vừa có tiền duyên. Vì vậy nên sống tốt, làm thiện tốt thì giữ được tiền, giữ được của, và chúng con sao có ngồi vị đàng hoàng, tuổi trẻ tài cao. Còn bây giờ có kêu cô dỡ xác, có cho tiền cô không lấy, nó dỡ chưa được, tụi con còn trả kịp với nhau nên cô không dỡ đâu. Ở đây lợi bao nhiêu khách, cô coi người nào tiếp được, người nào không, đoàn nào tiếp cô chưa đủ điểm để cô tiếp, cô đưa cho con Bình tiếp. Còn đủ điểm rồi nhóm cô nãy bị từ chối, cô sẽ ra cô tiếp. Cô tiếp là cô được cái lệnh mẹ nó đã tới lúc rồi, chín mùi tìm tội nghiệp nó giúp. Còn con á là chưa tới, mẹ nói thử cái tâm nhỏ này kiên trì không, mày đuổi nó về đi, nó lớn nữa thì giúp nó, còn nó không đến là hết duyên. Ở trên mẫu á là bà chúa nha, chứ không phải là cô. Nó thành ra có người cô không tiếp, lính bà chúa không, lính bà chúa là cô không tiếp. Tại sao? Bà cho anh vậy coi nó có kiên trì, đứa nào kiên trì bà cứu hết trơn hả? Tới nghèo mà đi móc bọc bao cũng cứu được, bởi vì bà chúa xứ là bên doanh nghiệp, bên tài, bên tiền tài. Còn đối với cô là chỉ có hai cái chữ bình an và tu tập, không có tiền đâu để cho con. Nói cái miệng với bà
xíu là nó sẽ cô ba nó giảm. Ừ, cô ba hồi lần đó con không có biết á, cái con có nguyện với bà chú xứ là cho ba mẹ con cũng như là khỏe mạnh vậy đó. Thì sau 5 năm, tức là năm nay là năm mà là con nguyện năm 2020, thì 5 năm là 2025 con nguyện là con sẽ cúng heo quay ở chùa đó. Mà giờ con tự nhiên cái con ăn chay là cái con lại sợ tội. Rồi có thể cô ba chỉ giùm con cái cách quá giải, con sẽ cúng nhưng mà cúng cái khác. Hôm đó thì bây giờ chú mới bắt đối nè. Bây giờ là cô mất mới bắt đầu nói cho con nè. Nó quá giải là chúa là ban tiền tài ngăn lọc phải không? Bây giờ cúng heo bình gia nó hưởng. Bà chúa bà không hưởng từ năm 93 tới giờ bà đi rồi. Chỉ còn binh già đó thôi. Như vậy thì con hứa con cúng, con không thể không cúng được vì binh già nó trong. Nhưng con không thể phải mua con heo. Con mua dùm cho chúa một cái đầu heo thôi. Cái thủ dĩ thôi. Rồi con mua có trong đó có giò, có đồ, có nguyên cái bộ đồ lòng. Nha. Rồi á, con lại cái chỗ chai á. Tiệm chai người ta có làm heo sữa heo quay đó. Con mua con heo quay heo sữa đó cho chúa. Con không cúng mặn là không được gì. Binh gia nó mới đòi ăn, bà chúa nào đòi ăn. Nghe không? Con vâng lên. Con vâng lên. Con vâng lên con cúng. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy con trả lễ. Trước hết là con xin dâng lên cho chúa với tấm lòng cung kính của con. Sau là dâng cho binh gia người đất đai và phước mặt phước mày ở đây. Và độ cho con ăn nên làm ra trong công việc. Và con hứa là đây sắp tới nếu có tiền và có cúng nữa, xin quý vị dùng hoa quả với con vì con đã tu hành rồi. Đó, mình xin người ta chứ đừng không con bỏ mà con không cúng không được. Còn có chúa có nói đây sắp tới bất cứ từ mạng cộng đồng có nghe ai dái cúng áo cho chúa phí lắm, đừng cúng. Lấy cái áo triệu mấy thay vì con để cái đó con mua dầu đi, tức một cái dây dầu gió 30-50 ngàn con để cho người nghèo, cho mấy bà già sức nhất mỏi dầu nhất tay nhất chân là con nguyện phụng nguyện nói bà chúa ơi cúng cho bà chúa cái áo bây giờ nó 2 triệu con mua 2 triệu cái gì già giảm tiện như là dầu dầu sức cho mấy bà già con đừng có mua thuốc tây nha. Tại vì con mua thuốc tây bây giờ nó không hợp lệ với nhà nước, bây giờ bộ y tế nó sẽ làm khó con mua cái loại dầu thái dầu sức mũi sức này kia nọ đó con coi đâu đó con cho như vậy thay là con gửi lại ở đây chúa cho dùm cho bởi vì dầu chúa không có giữ được hết. Như vậy thì đó là được rồi, cái tiền tồn lại giống như cứ vậy. Mà cái đồng tiền này của con thiện nguyện này con có cho sắc chúa con cho xài. Tại vì sao? Vì cái đó nguyện cho trăm họ, chúa là độ bá tánh chứ không phải độ riêng. Như vậy thì chân mạng cộng đồng này ai từ nước trong nước ngoài gì có xin cúng y áo của chúa đựng biết bao nhiêu nó phí phạm. Và có những cái chùa lớn của những cái người cúng y áo mấy triệu ở nước ngoài về nó đem đốt hết đây này. Đồ mới như thế này mà vẫn là đem đốt. Chúa lại xin lại vài cái làm màng nè, con thấy không? Dạ. Nó phi pháo giờ đó. Này mới gan luôn đó. Một cái là mấy triệu đó mà vẫn là đem đốt hết. Vì không có chỗ để chứa hết. Cái này là Chúa xin lại để làm màng cho những cái nơi chùa miếu nhỏ cúng hương lại cho người ta. Thì con tính là cúng áo của Chúa bây giờ 3 cái nhà còn không hết. Nó phí phạm biết chừng nào. Nên các con nên nhớ cúng cho dầu, cho gạo người ta ăn rồi được rồi. Cho dầu sức nó phù hợp. Tại vì người nào cũng phải sức. Cái đó là món thông dụng mà. Mà con đem thuốc con cho là dưới bộ y tế. Có bề gì con đâu có chịu trách nhiệm nổi. Nhớ là cái gì trong thân nhân của mình tự biết tự cho thuốc nam thuốc tao. Tàu thuốc tây gì tụi con tự cho. Còn nếu mà nói thông dụng với bố thí, con đừng nên bố thí thuốc. Vì các cái bên cái công ty dược người ta đã có trách nhiệm cái này rồi. Đau nặng tới bác sĩ, đau thường thường đến nhà thuốc mua, con hiểu không? Rồi cái tiền của con làm lại chúa sẽ đổ cho. Chúa nói chúa là chúa xứ thiệt, dám xưng tới mạng cộng đồng, dám nói với mặt chính quyền là những người có trách nhiệm đây cũng nghe trong băng đĩa của chúa. Nếu họ thắc mắc chúa sẽ nói ghi, chúa chỉ nhận của người ta không à, chưa bao giờ cho chúng sanh hết. Bây giờ nhận của chúng sanh để đắp bồi cho chúng sanh, đó là một cái ân huệ yêu thương. Chúa trở về cái xác bà quản lý bà trốn hoài, nhưng mà chúa là người có duyên chúa độ. Nghĩa là mưa phải lấy đồ đi hứng, nghĩa là người có duyên mới độ, độ được người đó mới độ, còn độ không được chúa lánh mặt đừng kêu.
Chúa là Chúa mà các con tới là ai Chúa không biết, hiểu không? Như vậy thì các con đâu có nói gì, Chúa biết. Đời tư các con mới là bậc tha tâm thông, còn không biết đâu có là tâm thông, con hiểu không? Như vậy thì con về đi. Tu á, của tu theo Chúa là tu đạo con người, vợ chồng hòa thuận, ăn ở hiếu hiền, trung hiếu hiền. Chung là với bạn bè hôm nay mình thuận, ngày mai mình nghịch, mình đừng đem lời nói xấu. Nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nếu mình cảm thấy người đó không xứng đáng, mình không chơi nữa. Chứ đừng đem lời xấu tiếng tốt nói với bạn bè, đó là cái cách con tu. Xong nữa, con có tiền con làm phước bố thí, con không tiền lấy gì làm phước bố thí. Nhưng mà lại thấy hai người cãi nhau, nếu có nhân duyên con nguyện Nam Mô A Di Đà Phật nhờ Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là hộ trì quá độ, mà tụi nó giữ, nó quýnh lộn đâm chém nhau, mà con nguyện Quan Âm Bồ Tát con vô nó đâm con liền. Khi cái gặp cái tụi đó con gái nè, Nam Mô Cha Thượng Thiên Mẹ Địa Mẫu, chư quan trăm quan các vị và ma tổ độ cho con, nói cho cái có tiếng nói con cho người đó nghe và lắng dịu. Giống như hiền xì ke ma tí xã hội đen, còn tụi con mà cứ giái Phật hoài, thật là quỷ mà quỷ phá nhà trai, đâu có phá nhà mặn. Con nguyện Phật chừng nào, đi chùa nguyện chừng nào, con lại tăng gia chùa lục kỳ nấy, vì quỷ quyết tình phá nhà trai, phá người tu đó. Nên con nguyện ma tổ ông, ma tổ bà và chư quan trăm quan cho con xin phước. Con chỉ xin phước nói người ta nghe rồi, con có phước con mới hưởng được. Có người nghèo quá mà sống, khi giàu chết là đừng nói gì phu cốt của xác đó. Khi nghèo bằng khổ thì sống, mà khi vừa khá được một năm thì chết rồi. Như vậy người cầu có của, hỏi đủ phước hưởng của đó hay không, chứ đừng nói là đừng nói là được hay không được. Con tụi con đi nhớ hôm nay là Chúa chỉ xá thôi. Tụi con đi lại nhà thương cám của trời sấm mơ tới chiều. Con bệnh nặng nằm một tuần lễ, con đi đâu căn nghiệp con đã, con không lại cầu nguyện xin coi bề trên có tha tứ cho con không, cái nghiệp này Chúa có thể giúp con được không. Con phải nhìn lại, nếu con có công việc lắm phải lại cái buổi chiều tối đặt bàn hương đăng hoa quả. Chúa chỉ cúng 36 ngọn đèn, cúng theo chỉ dạng 19 ngọn đèn của Quan Âm, 28 ngọn đèn của Mẫu, không có tốn tiền nhiều. Các con không cúng, không nguyện, không xin, các con tạo nghiệp cho đã, rồi các con lại đi như là chạy giặt giữ lại cái cô ba. Con tính luyện cho Chúa một vài trăm ngàn, vài triệu bạc Chúa làm ở mọi. Chúa là giàu nhất rồi, Chúa không cần tiền, mà Chúa cần con người. Chúa cần con người. Như vậy thì con người có tâm, có đức, có lành. Hôm nay đến đây nghe lời Chúa, ngày mai con ra với xã hội đời thường, quê đất xứ của con rất là tốt. Vì trên miếng đất màu mỡ thân thương sẽ có một loại hoa quý là tụi con đó, thì Chúa mới độ chứ. Còn cái hàng mà không biết gặp gì nói nấy là họ nói bậy đó. Họ, con biết không, họ nói bậy thì nghiệp nó sẽ trồng. Tụi con đi thầy chừng nào tụi con càng khổ chừng đấy, càng chết chừng đấy. Một là lợi thầy, một là muốn làm tiền con nó bị bùa nè, bị ngải nè. Nói cái đó giải con mới ăn được nhiều tiền. Bùa ngải Chúa nó là có đó, càng ngày càng nhiều nữa. Nhưng người đừng bao giờ nghĩ tới bùa ngải, thì bùa ngải nó sẽ không có. Vì bùa ngải nó vô bằng cái tư tưởng của con, chứ nó đâu có vô bằng con sâu hay là con gà, con vịt, con heo lại cắn mổ tụi con đâu. Tư tưởng con cứng, lành mạnh thì bùa ngải nó sẽ không công phá. Mà tư tưởng của con không chỉnh chạc thì bùa ngải nó sẽ là công phá. Nó làm khổ con một đời, con mất đất, mất nhà, nghĩa là mất cả hạnh phúc có thật. Nhưng đối với người chánh pháp không dùng lời này để mị chúng sanh. Con hiểu không? Dầu con sao ra làm thầy, con có biết gì con cũng không nói nữa. Tại vì cái nói nó không lợi ích. Nói làm sao cho yên nước lợi nhà, nói làm sao cho đồng bào, cho nhân sinh có hạnh phúc, có niềm vui, có nụ cười. Con thấy đi đây, con thấy con về nhắc lại nhà cô quản lý nè, ăn cơm rồi ngủ nghỉ vui vẻ, khi về con nhắc hoài, không biết chừng nào rảnh con xuống nhà bà ba, xuống đây gây lộn. Cái con về nó nói trời, mày kêu tao tới chết tao không xuống đi, thấy xuống với nhà bà đó là tao chán rồi. Con hiểu không? Cái phần linh cũng thế thôi. Cái xác trần mình làm sao mình sửa đổi sao cho củ quyền ông bà cha mẹ mình, cho các chân linh thấy quý trọng mình, người ta thương mình ta sẽ độ. Con khỏi kêu độ cũng độ nữa. Nên Chúa nói giống Phật Phật độ này, giống ma ma độ, giống thánh thánh độ, giống thần thần độ, giống ma cô na độ. Con người con ác tâm ác tánh, ăn ở hung hoảng, không hiếu cha không kính mẹ, không nhường trên lẫn dưới, tới cái lúc phạt con chết ai cứu con, ai xin được. Cứu lương hiền không cứu người hung, ông Quỳnh Giáo Chủ nói rất rõ.
đó, lại độc ác nữa sao tiêu diệt. Như vậy thì cứu người hiền không cứu người hùng, con hiểu không? Ừ. Thì bây giờ con chỉ làm vậy con không cúng không được đâu, tại vì con gái binh gia nó chép chết, Chúa đâu có chấp con chi, ông Phật nào chấp con, cứ lại xin Phật, xin tiền tài, xin đủ thứ, con xin phước là đủ rồi. Xin cho thân tâm an lạc, trí huệ mở mang, tâm linh sáng suốt, nhờ nghĩa là Bồ Tát Quan Âm và mười phương chư Phật, chư Thánh, chư Thiên, chư Thần hỗ trợ cho con được tâm linh sáng suốt, trí huệ mở mang, đi đúng nơi, nhận đúng người, làm đúng việc. Đủ rồi, cần gì phải nói nhiều, ban phước là đủ rồi. Và cái mà con cầu cho người sống được thới, người thác được siêu, thì tất cả người nào thác cũng thiêu siêu được. Còn con gái từng người nó mệt mỏi lắm, cái tâm của con nguyện là Quan Âm đã dưới gứa cam lộ độ rồi. Giống như vậy thì thành ra có một số bây giờ về núi Cấm mình đi hàng triệu người về đó, về có người khóc, có người dãy lon ton, có người đủ thứ hết. Gì trong của quyền thấy con cháu mình khổ mà chưa có tu tập được đâu, cũng chưa được cam lộ của Như Lai Di Lặc, nên về độ con cháu đại, nên nói khào khào tào tào, nhưng mà tào tào gặp tào tào, con hiểu không? Cái này là tam thiên lục bá vắng lâm trần, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cái người đóng vai ác cũng là trách nhiệm, người đóng vai thiện cũng trách nhiệm. Cái người tâm linh mà tào tào để đón tào tào, tiểu học, trình độ tiểu học không thể nào đại học vô, mà chịu nghe mà trình độ đại học, tiểu học không thể nào giác nổi. Như vậy thì tiểu học theo tiểu học, đại học theo đại học, miễn làm sao cái tâm mình thương họ là đủ rồi. Mình đi rồi mình không cần nói chuyện, khi đi ngang đó thấy họ cãi nhau, mình chỉ dùng cái tâm từ bi chút họ nín cãi, nghe lời Chúa đi, nhiếp tâm lại. Nam mô con nguyện hằng hoàng thiên hậu thổ, cha trời mẹ đất, chư vị chăm quan các ngài, nếu con có duyên lành để xin hóa giải những cái khó khăn thù oán, thì con xin cho đôi vợ chồng hãy những người đang gây gổ với nhau được dằn bớt cái cơn thịnh nộ, cho mọi việc được im tốt đẹp đó. Thì mình tưởng trong lòng thôi, mình đi ngang mình chỉ chắp tay trong lòng mình là đủ rồi, rồi mình vuốt ngọt vậy. Quý vị đi chút xíu nó cãi chút nó nín rồi. Tại vì các vị người ta làm chứ mà đâu phải mình làm. Đó là cái tâm nên gọi là đặt, gọi là tha tâm thông, thì mình có cái tha lực độ, mà mình nguyện vậy thì có tâm thông. Nó hai cái, nhãn thông, nhĩ thông, tâm thông. Còn Đức và Đức Phật là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, nghĩa là tha tâm thông, thần túc thông, lậu tâm thông. Cái đó là đắc quả Phật. Tụi con học Phật nhưng bình nó không biết gì hết, nó coi kinh Phật nó nói nó có tha tâm thông, lậu nhãn thông, nhãn nhĩ thông, nó tầm xào. Mấy người lơ lơ thì nghe nói, chứ mấy người khôn dạy người ta đâu có chịu nghe, nói sai. Nên cái ăn nói phải cẩn thận, dạy đạo cũng phải đúng nơi, đúng việc, đúng người. Còn cái người ta không hiểu mình ta chửi, giống như cái miệng dùa trội dơ chán kiểu, chán kiểu có thể dở, miệng dùa không dở. Người nghĩa là người trí nên nhịn cái người không biết. Gặp thằng điên điên khùng khùng, con cự lộn nó có giấy tâm thần, nó đánh con, nó đâu có ở tù, con đánh nó con ở tù, tốt hơn con chạy đi, đúng không? Thì cái đó là duyên nợ tụi con trả với nhau. Về 36 ngọn đèn thắp theo chữ vàng, tụi con lập nguyện đi. Tụi con nguyện cho con mằng ăn nên làm ra, có ngăn có xiến, tùy theo phương tiện phục thiện của con. Xin ơn trên ban cho con trí huệ, ban cho con được sáng suốt, ban cho con quy tâm linh, quy lực của đời. Của đời con phải có quy lực, nói người ta nghe. Đó, Phật lực của đạo, nghe. Quy lực của đời tức là con phải có lực, con như người có tiền con nói người ta mới nghe. Phật lực của đạo nghĩa là con dùng tâm từ bi, con nói hết kẻ xa người gần, người đạo đức đều quý trọng con. Con chỉ nguyện vậy thôi. Thì quyền năng con đầy đủ rồi, con có đợi gì con xưng cho lớn đâu, con xưng cậu bé bồng bông. Mà khi con độ đời được, người ta cũng tôn con là thánh, thánh giống nữa. Còn con xưng cho lớn mà con không làm gì được, nghĩa là con chỉ làm cái trò cười cho người ta thôi. Nên nghĩa là cô cũng mong rằng trên cộng đồng mạng và những người có tâm linh, con cha con mẹ, chúng ta mỗi một bát cơm chúng ta bới đầy, không không đầy quá, đầy quá cơm sẽ đổ. Chúng ta thấy khả năng ta bao nhiêu ta làm tới bao nhiêu thôi, chúng ta đừng nói thừa vừa qua khả năng. Chúng ta nói vừa quá nói liếu thành ra giống, một là nói dốc, hai là bị điên, con hiểu không? Nó quá nói nó thuộc về điên. Rồi như vậy là phần con đã gọi, để tới đây Chúa giải quyết cho vị này về luôn, không cần cũng...